Và ngay trong thất bại của đội tuyển Anh, người ta vẫn còn có thể nhìn thấy một chiến thắng khác nữa. Sau khi trận chung kết Euro khép lại, ngay lập tức những lời lăng mạ, tệ hơn thế còn mang tính phân biệt chủng tộc đã tràn ngập trên tài khoản mạng xã hội của Rashford, Sancho và Saka. Với Marcus Rashford, bức tranh tường tại Manchester có hình ảnh của anh, còn bị những hooligan phá hoại nữa. Bức tranh này là biểu tượng sự biết ơn của người dân Manchester cho những cống hiến không biết mệt mỏi của Rashford cho những trẻ em nghèo tại đây, từ lo cho các em những bữa ăn cho đến tặng các em những quyển sách. Sự thay đổi trên bức tường này trong những ngày qua đã trở thành biểu tượng chiến thắng của sự đoàn kết trước chia rẽ, của lòng yêu thương trước thù ghét. Anh hùng, hình mẫu, ngưỡng mộ, những thông điệp được gửi gắm qua những trái tim được dán lên chính tại nơi bức tường bị phá hoại. Những trái tim xuất hiện ngày một nhiều hơn trên bức tường này, tạo ra một bầu không khí tất bật, mỗi người một thông điệp của tình yêu thương, sự ủng hộ và bảo vệ. Không phải anh hùng nào cũng mặc áo choàng, một số đi giày bóng đá. Dần dần những bức tường trở thành địa điểm để mọi người truyền thông điệp ủng hộ các cầu thủ và phản đối sự chia rẽ sắc tộc. Sự ủng hộ của cả nước dành cho ba chàng trai trẻ đã tạo ra những tác động thật sự. Vì thế, đội tuyển Anh có thể thua một trận đấu lớn, nhưng lại đang có cơ hội chiến thắng ở một trận chiến lớn khác, dai dẳng hơn, trận chiến giữa bóng đá và nạn phân biệt chủng tộc. Thưa ngài Chủ tịch Hạ viện, điều chúng ta đang làm bây giờ là theo dõi những lời lăng mạ, phân biệt chủng tộc mà các cầu thủ của chúng ta phải đón nhận, để từ đó đưa ra hành động cụ thể, để có thể áp dụng thêm các biện pháp. Đêm qua tôi đã gặp đại diện của Facebook, Twitter, TikTok, Snapchat, Instagram. Và tôi đảm bảo họ hiểu rằng chúng ta sẽ có những hành động pháp lý nếu họ không thể loại bỏ sự thù ghét và phân biệt chủng tộc khỏi những nền tảng của mình. Họ sẽ bị phạt số tiền bằng 10% doanh thu toàn cầu của mình. Và chúng ta đều biết rằng họ có đủ công cụ và công nghệ để làm điều đó. Đó có thể là đoạn kết đẹp cho một hành trình chưa trọn vẹn. Đội tuyển Anh có thể thua, nhưng tình yêu dành cho họ thì luôn chiến thắng.